Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Việt Nam chưa sẵn sàng khi nhiều hãng Hoa Kỳ muốn tăng đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn. Thủ tướng Việt Nam đang mời chào các hãng Hoa Kỳ tăng đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn và nhận lại một số cam kết cũng như là những đề nghị để về cải thiện thủ tục, môi trường kinh doanh, nhân chuyến đến thăm Hoa Kỳ dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Một doanh nhân kỳ cựu và một chuyên gia uy tín đánh giá rằng Việt Nam còn cần phải làm nhiều để tận dụng hiệu quả của các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào lĩnh vực nêu trên hiện đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Công ty Amcor Technology sẽ khởi công nhà máy tại Bắc Ninh vào tháng 10 của năm nay. Tổng đầu tư cho dự án này là 1.6 tỷ Mỹ Kim. Công ty Synopsys sẽ khai trương một trung tâm thiết kế và khởi nghiệp bán dẫn phối hợp với sài gòn high tech park công ty marvel công bố sẽ thành lập một trung tâm thiết kế bán dẫn hàng đầu thế giới tại sài gòn trang facebook chính thức của chính phủ việt nam đã cho biết microsoft và truthing social cũng công bố thỏa thuận phát triển giải pháp dựa trên ai tức là trí tuệ nhân tạo phù hợp với việt nam và các thị trường mới nổi nvidia đang hợp tác với FPT, Viettel và VinGroup để khai thác trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực đám mây, xe hơi và chăm sóc sức khỏe. Tin cho hay Thủ tướng Việt Nam mời chủ tịch của NVIDIA thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất với mong muốn là NVIDIA sớm có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, lấy Việt Nam làm cứ điểm tại khu vực Đông Nam Á. Để mua iPhone 15 sớm, nhiều người Việt Nam bất chấp giá chênh lệch. Để được sở hữu iPhone 15 Pro Max sớm một tuần so với trong nước, nhiều người chấp nhận chi thêm hơn 500 Mỹ Kim để mua hàng sách tay. Anh Trần Hữu ở Hà Nội cho biết mấy ngày qua anh đã liên lạc gần chục cửa hàng quen để khảo giá iPhone 15. Anh này muốn có hai cái iPhone 15 Pro Max bản cao nhất để biếu đối tác vào ngày đầu tiên mở bán 22 tháng 9. Anh Hữu chấp nhận mua giá cao, có nơi báo giá trên gần 617 đến 823 Mỹ Kim so với hàng chính hãng. Những người như hữu ở Việt Nam không hiếm. Theo các chủ cửa hàng, phần lớn người dùng quan tâm iPhone trong ngày đầu tiên đều chọn phiên bản Pro Max, dung lượng khoảng 256 hoặc 512 GB và chấp nhận giá trên lệch cao. Từ hai năm nay, ngoài Singapore, Apple Store tại Thái Lan cũng là điểm đến được nhiều người ở Việt Nam chọn để mua iPhone mới. Giới kinh doanh buôn iPhone sắp tay cũng nhận định sẽ chỉ bán tốt trong vài ngày đầu, thay vì 2-3 tuần như năm ngoái. Rủi ro tồn hàng năm nay cũng lớn hơn bởi iPhone 15 sẽ được bán tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 9. Với các thị trường lớn cấp 1 như Mỹ, Nhật, Singapore, Thái Lan, Úc, điện thoại mới của Apple bắt đầu cho đặt hàng hôm 15 tháng 9 và giao hàng ngày 22 tháng 9. Còn tại Việt Nam năm nay, dù được thăng hàng ưu tiên và bán trong đợt 2, nhưng phải đến ngày 22 tháng 9, hãng mới cho đặt hàng và sẽ giao máy vào ngày 29 tháng 9. Bộ Công an Việt Nam đề nghị xe hơi cá nhân bắt buộc lắp camera giám sát. Bộ Công an Việt Nam đề nghị xe cơ giới khi tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh người lái xe. Nếu đề nghị này thông qua thì hàng triệu phương tiện là xe hơi cá nhân sẽ phải trang bị camera hành trình. Phạm vi ảnh hưởng từ chính sách trên được nhận định là rất lớn. Hiện nay thì theo quy định tại nghị định 47 của năm 2022 thì xe hơi kinh doanh vận tải lần đầu bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp biển số. Dữ liệu được truyền về giới hữu trách thuộc Bộ Giao thông Vận tải để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Nhiều chuyên gia trong nước bày tỏ băn khoăn về đề nghị của Bộ Công an bởi lẽ khác với xe kinh doanh vận tải, dữ liệu giám sát hành trình trên xe hơi cá nhân có liên quan đến thông tin bí mật đời tư và cá nhân. Việc quy định lắp các thiết bị giám sát hành trình đòi hỏi cần có cơ sở pháp lý chặt chẽ. Công an Đà Nẵng bàn giao nghi phạm cướp ngân hàng cho Nam Hàn Công an Đà Nẵng và Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao Chin Hong-kyu nghi phạm cướp ngân hàng ở Nam Hàn rồi bỏ trốn sang Việt Nam để Interpol truy nã đỏ cho phía Nam Hàn. Thủ tục bàn giao Jin Gon Kyu, 47 tuổi, quốc tịch Nam Hàn, được thực hiện tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Đà Nẵng. Nghi phạm sau đó được áp giải ra sân bay để giới hữu trách Nam Hàn áp tải về nước. Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 18 tháng 8 năm 2023, Jin Hong Kyu mang theo một con dao làm bếp và một bình cứu hỏa, đột nhập vào chi nhánh ngân hàng Sinh Hup tại số 71 Hoan Chi -buk. Dejon Nam Hàn. Ông ta dùng dao ép nhân viên ngân hàng cho tiền vào bao được chuẩn bị sẵn. Tiếp đó, tên cướp dùng bình chữa cháy xịt vào nhân viên ngân hàng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Theo số hiệu liệu báo cáo của giới hữu trách Nam Hàn, Jin Hong Kyu đã cướp 39 triệu won, khoảng 30.000 Mỹ Kim. Ngày 20 tháng 8, Jin Hong Kyu bỏ trốn khỏi Nam Hàn. Đầu tháng 9, cảnh sát Nam Hàn phối hợp cùng Interpol trao đổi thông tin với Việt Nam về việc Jin Hong Kyu đã trốn truy nã sang Đà Nẵng. Đến chiều 10 tháng 9, lực lượng trinh sát phát hiện Jin Hong Kyu tại khu vui chơi giải trí ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Công an Đà Nẵng đã phối hợp với cảnh sát hình sự, cơ quan đối ngoại và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh mật phục bắt giữ Jin Hong Kyu. Dự án chứng Hưng Văn Hóa tại Hải Phòng đã thành bãi cỏ hoang. Trong khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam đang kêu gào chính phủ chấp thuận đề nghị chi 15 tỷ Mỹ Kim để phát triển văn hóa xây dựng con người Việt Nam, thì dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hải Dương học tại Hải Phòng có diện tích hơn 11 hecta hiện đang bị đắp chiếu. Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hải Dương học nằm trên khu đất rộng lớn dưới chân đê biển, giáp rừng ngập mặn thuộc Phường Bàng La quận Đồ Sơn Hải Phòng được thi công từ năm 2010. Theo người dân tổ dân phố Bắc Hải, phường Bàng La, dự án này đã trở thành bãi cỏ hoang từ nhiều năm nay. Trong khi đó thì khu đất này trước khi thu hồi để thực hiện dự án là nơi mà các hộ dân nuôi trồng thủy sản, trồng đặc sản táo muối Bàng La. Theo hồ sơ của dự án thì sau khi được giao đất thì dự án cũng đã thực hiện một vài hạng mục như là một phần tường bao, cổng ra vào nhà bảo vệ và đường nội bộ vân vân thì gặp khó khăn về đền bù giải tỏa. Có lẽ do một số người dân không đồng ý với số tiền bồi thường rẻ mạc nên kiện cáo kéo dài. Đến năm 2018 thì chính quyền địa phương mới thỏa thuận được với dân hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư hoàn thiện dự án. Nhưng dù đã có mặt bằng để thi công, nhưng phần lớn các hạng mục của dự án vẫn gian dở, để lại khung cảnh hoang tàn tiêu điều. Bất bình vì khu đất rộng lớn trở thành bãi cỏ hoang, người dân nhiều lần đã đề nghị chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân và phương án giải quyết nhưng không được hồi đáp. Thực ra thì chính quyền phường Bàng La cũng không có quyền gì dự án này nên cũng khó để trả lời dân sao cho đúng. Thủ tướng Việt Nam rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn chứng khoán New York. Sáng ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tới tham quan sàn giao dịch chứng khoán New York và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. New York nổi tiếng với hai thị trường chứng khoán là sàn giao dịch chứng khoán New York NYSE có tính đại chúng hơn là và Nasdaq, nơi chuyên niêm yết cổ phiếu về công nghệ cao công nghệ thông tin. Giá trị vốn hóa của NYSE và Nasdaq lớn hơn tất cả các sàn chứng khoán khác trên thế giới. Tính tới tháng Giêng, giá trị vốn hóa của các công ty niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ chiếm tới 42% tổng số toàn cầu. Một trong những điểm nhấn nhất của NYSE trên các bản tin tài chính là tiếng chuông lớn, báo hiệu việc mở hoặc đóng cửa giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Theo thông tin từ NYSE, việc trung chuông không chỉ là một truyền thống đầy màu sắc mà rất quan trọng đối với hoạt động của thị trường, nhằm bảo đảm không có giao dịch nào diễn ra trước khi mở cửa hoặc sau khi đóng cửa. NYSE bắt đầu đón những vị khách đặc biệt tới rung chuông kết thúc phiên giao dịch kể từ năm 1995. Trước đó, việc rung chuông thuộc trách nhiệm của người quản lý sàn giao dịch. Vào hồi tháng 5 năm 2022, trong chuyến công tác tại Mỹ, ông Phạm Minh Chính cũng đã tới tham quan và gõ búa kết thúc phiên giao dịch tại NYSE. Phố Lồng Đèn Sài Gòn nhộn nhịp đón Trung Thu. Những ngày cận kề Trung Thu, cuối mỗi giờ chiều thì phố Lồng Đèn Lương Nhữ Học quận Nam Sài Gòn lên đèn rực rỡ sắc màu. Trải qua hơn 50 năm hình thành, nơi đây là điểm đến hấp dẫn thu hút người dân, trẻ em và các du khách tại Sài Gòn. Phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học dài khoảng 200m là nơi vừa sản xuất, vừa buôn bán lồng đèn. Nhằm phục vụ khách tham quan, mua sắm, các gian hàng tại đây đã trưng bày hàng trăm loại lồng đèn truyền thống, xen lẫn với hiện đại, với đủ mẫu mã, màu sắc và kích thước phong phú. Theo một số tiểu thương, thì những năm trước, lồng đèn điện tử được các chủ cửa cửa hàng dành phần lớn gian hàng để bày bán. Thì năm nay, đèn truyền thống như là đèn ông sao, con cá, con bướm với sắc đỏ của giấy màu được ưa chuộng hơn. Giá bán các loại lồng đèn cũng ở mức ổn định. Ngoài ra thì năm nay có mẫu à, lồng đèn giỏ tre, con vịt, con thỏ rất thu hút du khách với giá bán dao động từ 2 cho đến 3 mỹ kim cho mỗi chiếc bên cạnh tham quan mua sắm phố lồng đèn còn có nhiều hàng quán bán đồ ăn thức uống tham gia trò chơi có thưởng các gian hàng cũng được nhiều gia đình cùng với các bạn trẻ chọn trải nghiệm và thưởng thức tất cả đã tạo nên hình ảnh phố lồng đèn lương nhữ học luôn tấp nập nhộn nhịp bao năm qua tô điểm thêm cho nhịp sống ở đô thị nhiều bản sắc văn hóa như sài gòn vâng kính thưa quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến việt nam xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của sài gòn tv chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin cuối